Là có cái mà hồi nãy mà giảng cha giảng mà có Chúa Giêsu, có Đức Mẹ với lại bồng một Chúa hài đồng, Chúa ở giữa nè, Thánh Giuse với Đức Mẹ bồng Chúa ở giữa này nè. Xong cái con nghe cha giảng á, con nhớ không? Cha mẹ con ra mà con xin lỗi cha mẹ, thương cha mẹ nhớ không? Mẹ là mới biết xin lỗi con, cha biết xin lỗi con nhớ không? Con coi nữa không? Mẹ mở cho con coi. Chơi mà. Rồi đang chơi là ví dụ đang muốn chơi cái gì? Chơi là bạn con đang nhưng mà ba không thương con. Ba qua bà thương gì?